Như nghe từ buông mài già rất lớn, gần hay lắm. Cái miền mài là hậu rất là ruổi nè. Cái miền bà dung rất là khủng hoảng. Cún gì miền mài. Thầy có cái miền đã trên vùng chè Khe Cốc, cuộc sống thật tươi đẹp. Bức tranh cảnh sắc tươi sáng, có hình ảnh cây chè, con người và tiếng hát yêu đời vang vang trên núi đồi. Khi tới đây, được gặp những người giao vui tính, thích đùa và mến khách, còn được tặng câu hát báo rung nữa. Chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ và yêu mảnh đất này mãi thôi. Buổi sáng thường thường là cô dậy thì cũng phải nông thôn này sớm. Dậy sớm để công việc ở nhà cơ bản là phải tươm tất thì mình mới lên đồi lên nương được. Thì mình cảm thấy nó cũng không khí nó cũng trong lành mát mẻ. Đi làm tập thể này, đi là cứ giúp nhau. Có lúc thì mình cứ tập trung mình hát hò để cho nó vui. Mỗi một vùng đất đồng bào giao sinh sống, làn điệu dân ca có nét riêng bởi việc lưu truyền bằng miệng có biến tấu khi đồng bào đến với vùng đất mới sinh sống. Với bà con người Dao, báo rung thể hiện tâm hồn vui tươi, hồn hậu của đồng bào và cũng sâu sắc lắm. Lời thơ thể thất ngôn được cất thành giai điệu chứa tràn cảm xúc, không có nhạc mà trầm bổng, du dương, vang xa. Lời ca hòa vào trời đất, bay xa cùng gió mây, kể về những tâm tư, tình cảm và ước vọng về cuộc sống. Bài Pá Dung này chúng tôi hát thì nó nhiều nội dung, nói về đảng, ca ngợi đảng bác, ca ngợi đất nước, rồi ca ngợi cuộc sống hàng ngày, ca ngợi thiên nhiên cảnh đẹp của quê hương. Người Dao chúng tôi rất thích hát bài Pá Dung để đặc sắc văn hóa về tinh thần của dân tộc Dao chúng tôi. Âm điệu ấy, thì nó luyến láy nhiều hơn. Cái giao duyên này thì là nói lên cái tâm tư tình cảm của hai bên, hoặc là nỗi vui buồn gì cho nhau để động viên tinh thần. Làn điệu dân ca của đồng bào Dao Đỏ thể hiện tài ứng tác của người hát. Mỗi hoàn cảnh lại có ca từ và lời ca khác nhau, ý nhị mà sâu sắc. Chúng tôi rất tự hào về cái điệu hát Pá Dung của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi cứ mong muốn là bây giờ càng ngày thì các con cháu sau này đều học hát để không mai một cái điệu Pá Dung này của dân tộc mình. Tôi rất là thích hát ví với cái tiếng giao duyên của dân tộc Dao mình. Tôi rất là vui. Trước khi mình đi làm, đi hái chè hoặc là đi làm ở đâu đấy thì cũng chị em ngồi với nhau xong rồi hát. Người Dao đi tới đâu là sẽ mang tiếng hát báo dung để tô đẹp cuộc sống. Nét văn hóa dân gian truyền đời được sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, mang bản sắc riêng có của người Dao, tiếng hát hay của người Dao Đỏ, tiếng hát đẹp của mảnh đất Phú Lương thương mến. Nghe báo dung rồi, lại muốn nghe nữa và nghe mãi thôi.